Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã An Hảo có tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý nhằm thực hiện lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy. Các con muốn đền ơn ta ư, giáo pháp ta đó, cố mà học đi, gắng mà hành đi, quyết truyền đi mọi sự cúng dường tán dương Đức Phật, không bằng đem giáo pháp của ta ra mà truyền bá. Và buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ, cho phép từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 về việc giảng đạo, truyền đạo tại nơi Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình đạo sự của Ban Trị Sự Trung ương và được sự thống nhất của chính quyền địa phương và Ủy ban Nhân dân thị xã tỉnh Biên, cho phép Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo tổ chức thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để hiểu biết, tu hành đúng theo tôn chỉ giáo lý, giới luật và pháp luật nhà nước. Được sự chấp thuận của Ban Trị Sự Trung ương và sự phân công giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, hôm nay
Chúng ta long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Đoàn Thanh Tân đảm trách thuyết giảng đề tài Chánh Tinh Tấn trong bài Bát Chánh Quyển Tư. Đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần giới thiệu thành phần tham dự. Để chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Thanh Tân là giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hải là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Trọng Tính là phó ban tổ chức chương trình, đại diện cho các mạnh thường quân. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị quan khách và chư quý đồng đạo đến tham dự, đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần nghi thức tôn giáo khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính. Thôi, kính lễ Đức Thầy. Kính. Thôi, dạ thưa xong, mời quý vị an tọa tại chỗ để chuẩn bị vào chương trình thuyết giảng. Để tiếp theo chương trình là đến phần đọc diễn văn khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hải là trưởng ban trị sự, là cũng là trưởng ban tổ chức chương trình, lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chánh quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai ai cũng hiểu rằng trong Tam Bảo thì Pháp Bảo được liệt vào hàng thứ nhì sau Phật Bảo. Pháp có được phổ truyền thì đạo mới được tồn tại, con người mới hiểu biết được những điều thiện ác, nhân quả để trao sửa xác thân, hướng thiện cho tâm hồn. Thế nên việc truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là hết sức cần thiết, bởi lẽ nó vừa làm lợi cho con người và xã hội cả hai mặt đời, đời đạo để thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dịnh đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, và phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh, được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự cho phép của chánh quyền địa phương. Hôm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo hân hoan được tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Đoàn Thanh Tân đảm trách. Ước mong nguồn suối pháp của Tổ Thầy sẽ thấm nhuần vào tâm hồn của chư quý đồng đạo, để mỗi người nhận ra bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống, và vững bước trên đường tu thân hành thiện, đi đến con đường giải thoát cho thân tâm. Kính chúc quý vị đại diện các cấp chánh quyền và quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo 616 lần chương trình theo dấu chân Thầy lần thứ 141 tại địa điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Phạm Văn Hải đã đọc xong bài diễn văn khai mạc. Và để tiếp theo chương trình đến đọc bài lời khuyên bổn đạo, vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Giang là thành viên của Ban Trị sự xã An Hảo lên diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
lời khuyên bổn đạo: khi đã có dạng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều đáng cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc, á phì, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lưỡng lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sáng phủ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, chẳng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phóng hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự vị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đổ. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa, xét người chó tột xét thân ta. Nếu người rõ phần vui lòng thứ, ta thứ được người, người thử ta. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Trần Văn Giang đã đọc xong bài lời khuyên bổn đạo. Và để tiếp theo chương trình đến phần đọc một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm cho giáo lý viên. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Thanh Tiền và ông Nguyễn Văn Thu lên diễn ngâm lại trong bài Bát Chánh quyển tư. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Chữ Bát Chánh rõ ràng trong giây là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chánh kiên. Chí linh mẫn nhìn xem các chuyện phải, đừng cho
lầm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đáng cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bần, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cùng tưởng đều chung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gạt nhớ cầu lục từ. Câu chánh nghiệp cùng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tấn dầu thành hai bài, cứ một đường tinh ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Mục chánh mạng chung sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy trường nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn hai đồng đạo đã diễn âm lại bài bát chánh. Và để tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý, vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đoàn Thanh Tân, là giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, lên đảm trách đề tài. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Phạm Văn Hải, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cùng các vị trong ban trị sự thuộc về ban trị sự xã An Hảo. Kính thưa ông Trọng Tính, là phó ban tổ chức và cũng là đại diện cho nhà Mạnh Thường Quân tài trợ chương trình, và kính thưa ban các ban trị sự xã bạn, kính thưa quý vị trực thuộc các phái đoàn của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý Trung ương, chúng tôi đến đây gặp gỡ toàn thể chư quý vị qua đề tài trong tôn chỉ hành đạo, để rồi chúng ta
ôn lại những gì Đức Tôn Sư chỉ dạy, hầu bước nhanh đến cõi giải thoát. Đó là mong muốn của Ngài đến cõi Ta Bà này để dạy toàn thể đồng đạo. Vậy trước khi đi vào đề thì chúng tôi cũng có một cái vài phút nói lên lời nói đầu. Kính thưa toàn thể chư quý vị, phải nói là đoàn của chúng ta từ các nơi thì trở về đây, trước đi tham quan, sau đó thì trở về cái nơi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo niệm Phật, và có cái buổi mà tham dự thuyết giảng để rồi nhớ lại lời tổ thầy đã chỉ dạy. Thì cái chương trình đi núi cũng rất hay, vì nó mang một cái tính chất là đi để mà bỏ lại sau lưng những gì thuộc về phiền não, đi để mà cho máu huyết nó lưu thông, và đi để biết đây biết đó. Thì đây cũng là theo cái phong tục tập quán cổ truyền mà ông bà ta đã để lại rồi. Đây là cái món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam của chúng ta. Thì nói đến đây tôi mới nhớ, khi Đức Thầy ra đời dạy đạo thì ngày đầu tiên ở trong tổ đình không có ai mà tin Đức Thầy. Rồi sau đó đó, rồi Đức Thầy mới dẫn Đức ông đi dùng bãi núi. Thì đến cái vùng bãi núi chẳng hạn như là núi Cấm hay hoặc là núi Tà Lơn, thì đến nơi đây Đức Thầy đã có những cái cử chỉ, lời nói, hành động thuộc về quyền diệu mầu nhiệm. Thì lúc đó Đức ông về mới báo với mọi người rằng: thôi đi bà ơi, thì tôi đã gặp vàng thiệt rồi, từ đây trở về sau không còn gọi Đức Thầy là tên nữa, mà chỉ gọi là cậu Tư. Thì lúc đó Đức Thầy chưa có là viết kinh giảng để độ đời. Sau đó thì Đức Thầy viết kinh giảng và thuyết pháp, người ta mới gọi Đức Thầy là Đức Thầy. Và sau đó Ngài được mọi cái người ở chúng sanh gọi là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì đi từng bước như thế đó quý vị. Thì phải nói là cái vùng đất núi Cấm là cái vùng bãi núi, cái nơi mà địa linh sinh nhân kiệt. Nơi đây thì trực thuộc là vùng Tứ Giác, Long Xuyên, An Giang. Thì quý vị đã biết, vua Gia Long đã sai là ông Thoại Ngọc Hầu từ triều đình Huế để trở về mở mang bờ cõi ở miền đất phía tây nam của tổ quốc của chúng ta. Thì ông Thoại Ngọc Hầu đã dâng một cái sắc lệnh của vua Tự Đức, vua Gia Long. Vào năm 1819, ông trở về vùng đất An Giang này, ở vùng bãi núi. Và ông có một cái công trình là đào một con kinh, người ta gọi là kinh Vĩnh Tế. Nó bắt nguồn từ ở Châu Đốc đổ ra Hà Tiên, mang một cái tính chất thứ nhất là giữ an bờ cõi ở vùng biên thùy, biên ải. Thứ hai là dẫn nước ngọt về để khai phá vùng Tứ Giác Long Xuyên. Và thứ ba là đổ nước ra vùng biển để cho nó nhanh, đừng có ứ nước, để gọi là không còn ngập lụt ở vùng Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười. Đó là cái công mà của ông Thoại Ngọc Hầu. Ông đã có cái công nhận một sắc lệnh của vua Gia Long. Và khi đó thì ông còn ghi lại những bia đá ở núi Sam là mong sao cho cánh đồng có nhiều nhà và nhà cửa ở, và có vườn dâu, vườn mận, vườn xoài, vườn gai. Và bên cạnh đó làm sao mỗi buổi chiều có mỗi một cái khối bếp của mỗi nhà được bốc lên. Nó thể hiện một cái tinh thần là cơm no áo ấm, gia đình hạnh phúc, dân cư lạc nghiệp. Đó là cái mong muốn của Thoại Ngọc Hầu là một cái vị quan lớn. Và mãi đến 30 năm sau, năm 1849, Đức Phật Thầy Ngài đã xuất hiện tại làng Thới Sơn. Và Thới Sơn núi Két ở phía ngoài này cách chừng hơn 10 cây số đó quý vị. Thì Ngài xuất hiện ở vùng núi Két đó, và Ngài mở ra một cái mối đạo gọi là tông phái. Tông phái là học Phật tu nhân, tức là Bủ Sơn Kỳ Hương, dạy tín đồ vừa lo làm ăn vừa lo tu hành chân chất để đi nhanh về cõi Phật. Và đó là những cái ý mà tôi xin trình bày đến toàn thể chư quý vị. Nhận thấy
Đến đây, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo đã vì thầy thương thầy mến đạo, quý vị đã vì dĩ nghiệp của tổ thầy, quý vị đã vì sự mà luân chuyển của pháp luân là chuyển pháp luân, quý vị đã dày công dựng ở nơi đây những cái cơ sở để mà pháp luân của đức tôn sư chúng ta được thuần chuyển mãi mãi đến đời sau. Đó là quý vị đã làm tròn cái bổn phận của người tín đồ, là đạo diệu màu gặp lúc chung chuyên, phận môn đệ phải lo dung quén, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Thì trên cái tinh thần này, tôi không biết nói chi hơn, thay mặt cho đội ngũ giáo lý viên xin trân trọng toàn thể đồng đạo của chúng ta và ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo một phà tràng pháo tay để khích lệ tinh thần. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đã đi vào đề. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì trong đoạn đầu của phần ngài đã luận về sự chết, tức là sự chết đó, về tứ khổ đó, tứ đế đó, thì ngài có nói là vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh đắc quả vị nên mới đầu thai làm con người ở thế gian. Như vậy mình đặt câu hỏi, tại sao chúng ta phải luân hồi hoài? Là do toàn thể đồng đạo cùng tôi đây chưa tinh tấn vào con đường tu hành của mình, còn lơ đễnh trên bước đường hành đạo, cho nên chúng ta phải bị nghiệp, nghiệp nó lôi trở lại đây để luân hồi, để trả quả, để trở về phải nói là khổ sở, khó mà thoát đi ra cái cảnh mà luân hồi sáu nẻo này. Vậy hôm nay chúng tôi và quý vị chúng ta cùng nhau nghe lời Đức Thầy dạy là chúng ta phải ráng tinh tấn trên bước đường hành đạo để thoát ra cái cảnh biển khổ hồng trần này. Vậy đề của chúng tôi đến với quý vị hôm nay đó là đề chánh tinh tấn trong tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy đã để lại. Chánh tinh tấn là gì? Phương pháp hành chánh tinh tấn và lợi ích của chánh tinh tấn, để rồi sau đó chúng tôi sẽ kết luận. Kính thưa toàn thể chư quý vị, chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là tín ngưỡng chơn chánh và lướt tới. Tín ngưỡng là gì? Tín ngưỡng là đức tin, tin vào cái tôn giáo mà nói ở nơi đây, đó là giáo lý học Phật tu nhân của đức tôn sư chúng ta để lại. Đó là tín ngưỡng. Chơn chánh là chúng ta đã đi vào con đường hành đạo theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, đây là giáo lý chơn chánh rồi. Bởi vì ngài có nói đạo vô vi của Phật ân cần nối theo chí Thích Ca ngày trước, đạo của ngài là đạo chơn chánh. Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì ngài để lại cho thế gian là giáo lý là đưa con người thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử. Thì hôm nay Đức Thầy đã nhắc lại lời Phật thuyết, ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Thì đó là chúng tôi muốn nói lên cái phần chánh tinh tấn, tín ngưỡng chơn chánh và lướt tới, tức là đường của chúng ta đây phải lướt thẳng vào con đường để trở về cõi thanh tịnh, trở về cảnh niết bàn, không còn luân hồi sinh tử ở sáu nẻo ở nơi cõi ta bà này nữa. Đó là tín ngưỡng chơn chánh và lướt tới. Phần thứ hai là phương pháp hành chánh tinh tấn. Vậy thì đoạn đầu của bài chánh tinh tấn về phần luận văn thì Đức Thầy đã nói là về cái hoàn cảnh của con người, có một số người họ không tin vào luật nhân quả, họ không tin vào cái con người có linh hồn, chỉ có thể xác thôi, không có tin vào con người đời, con người có linh hồn, không tin có tội, có phước, có vía, có hồn, đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua. Phải nói là rất nguy hiểm cho những hạng người mà không tin luật nhân quả, quý vị. Phải nói luật nhân quả rất nghiêm minh. Như trường hợp một người mà tấn công một người ảnh hưởng đến thể xác thì luật hình sự sẽ xử một người đó ở tù hay hoặc là xử tử hình. Đó là luật nhân quả rất nghiêm minh nói về phương diện đời. Còn nói về phương diện đạo phải nói là khó ai mà tránh đi cái luật nhân quả, quý vị. Xuân một hạt giống gieo, hạ gặt nghìn thóc bể, người đời tạo dữ lành,
quả báo y như thế. Thành ra chúng ta là những người tu hành theo giáo lý Đức Thầy đã để lại thì quá sẽ quyết tâm thực hiện, chứ đừng có nghe vào những cái hạng người và phải nói là bỏ luật nhân quả qua một bên. Vực luật nhân quả nó chi phối cuộc đời của con người từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt quý vị. Từ kiếp này kiếp đến kiếp kia không có dứt. Như trong cái trường hợp mà quý vị đã biết, khi dòng họ mà trong lịch sử Phật giáo đã để lại đó, trước đó là nhiều đời nhiều kiếp, dòng họ của Đức Phật Thích Ca có gieo một cái dân nhân không thiện. Đến ngày nào đó rồi thì nhân quả đã trả rồi, thì đến nơi giai đoạn đó là đệ tử của Đức Phật mà cứu dòng họ của Đức Phật không được nữa quý vị. Nó phải nói là lực nhân quả rồi, ai làm nó chịu, chứ không phải là mình làm mà người khác chịu, hay hoặc là mình làm mà mình không có chịu quý vị. Thành ra những hạng người mà rất là nguy hiểm, họ cho là đời sống con người không có linh hồn, nó sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua, chết là hết. Thành ra họ làm những cái tác động ảnh hưởng đến cái sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần, ảnh hưởng đến thể xác của người khác, phải nói rất đau lòng. Cho nên vì thế Đức Thầy dạy chúng ta, một chánh tinh tấn khuyên ta hãy ráng giữ đức tin cho mạnh mẽ. Giữ đức tin cho của mình cho mạnh mẽ nha quý vị. Dù các thị dục có lớn lao thế mấy, dù các thị dục, ví dụ như là về cái danh, về cái lợi, về cái tình, dù các thị dục có lớn lao thế mấy cũng chẳng thể nào lôi kéo ta được. Thì thí dụ như chúng ta là những người đang hành đạo thì phải ráng cố gắng nghe lời Thầy dạy, là mình nhận định đời là vô thường, đời là khổ não, đời là vô ngã, có cái gì mà trường tồn vĩnh cửu mà đi theo những cái danh, cái lợi, cái tình để rồi tạo nghiệp. Những cái dòng nghiệp này sẽ lôi con người trở lại dòng luân hồi sinh tử. Bởi vì sao, tại sao con người khổ? Là vì con người luân hồi mới khổ. Tại sao con người bị luân hồi? Là con người tạo nghiệp báo mới bị luân hồi. Tại sao con người tạo nghiệp báo? Vì mỗi người vô minh là không biết đúng sai, chánh tà vải quấy tạo đi cái nghiệp báo. Vì con người do vô minh tạo nghiệp báo. Vậy mình muốn lật ngược trở lại vấn đề, thì muốn diệt vô minh thì làm sao? Tức là chúng ta phải bước vào con đường bát chánh đạo. Vì Đức Thầy đã cho biết, trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo tám điều chánh. Và sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế, ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích. Thế nên phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đây là quyển kinh của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Thì đó là cái phải nói là người mà hiểu được bát chánh đạo. Tức là đầu tiên chúng ta nhận định có một cái chánh kiến, nhận định đúng sai chánh tà, phải quấy. Đầu tiên thì chúng ta có một cái chánh kiến, chúng ta phải nhận định đời nó là vô thường, có gì đâu mà theo nó quý vị. Trẻ đó rồi già đó rồi chết đó, quan chức đó rồi mới mốt cũng bị đổi đi chỗ khác, hay hoặc trở về hưu không còn làm việc nữa, rồi trở về già bệnh chết. Đó là vô thường quý vị. Đời là khổ não, trong tám điều khổ nó sanh ra muôn ngàn sự khổ não kể chẳng xiết. Xác thân con người gồm có bốn điều là sinh lão bệnh tử. Tâm của người có bốn điều khổ là mưu cầu bất đắc, quan tấn hội, u sầu lo ngại, ái biệt ly. Trong tám điều khổ này nó sanh ra muôn ngàn sự khổ não, khiến nước mắt của chúng sanh trong 3000 thế giới nó đem dồn lại còn nhiều hơn nước biển của đại dương. Nên Phật mới ra tay cứu vớt. Đời là vô thường, đời là khổ não, đời là vô ngã quý vị. Vô là không, mà ngã là ta, không có gì là của ta. Nhưng quý vị đã biết, xác thân này do đâu? Do đất, nước, gió, lửa tạo thành, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Như Đức Thầy đã nói là luận này cho chúng ta biết, vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh đắc quả vị, nên mới đầu thai làm con người ở thế gian. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết cái nguyên nhân mà do con người bị luân hồi, là do con người chưa có tròn đạo hạnh quý vị.
Thí dụ như một cái chuẩn đưa ra là người đó phải đạt yêu cầu từ 7 điểm trở lên mới được giải thoát, mà toàn thể là quý vị cùng tôi ở nơi đây chưa đạt điểm đó, chưa đạt điểm đó. Vì chúng ta còn vấn đề gì đây? Còn vướng vào cái danh, vướng vào cái lợi, vướng vào cái tình, vướng vào cái tham, cái sân, cái si, để rồi tạo nghiệp. Mà nghiệp đây thì tạo nghiệp phải ở lại đây trả, trả chừng nào cho nó xong rồi mới về quê. Như quý vị hình dung, một người mà bị đi ác phiện đi, người ta quy định là đi bao nhiêu, ở tù bao nhiêu năm vậy đó. Mà ở tù 10 năm rồi phải ở tù từ giá là 8 năm, nếu lao động tốt người đó mới trở về cái nơi mà phải nói ăn gia đình ấm no hạnh phúc. Còn lao động không tốt nữa ở tù hoài. Tức là mượn chuyện đời để nói chuyện đạo. Là chúng ta đừng bao giờ tạo nghiệp quý vị. Đức Thầy đã cảnh giác toàn thể đồng đạo. Trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Nói thì nó dễ nhưng mà thực hành phải nói cam ro lắm quý vị ơi. Gắng cố gắng thực hành được khoảng 70-80% cũng là đạt yêu cầu quý vị. Phải nói thực hành gắng cố gắng. Về xem lại mình có sát sanh không, có đạo tặc không, có tà dâm không, có lưỡng thiệt không, có ỷ ngôn không, có ác khẩu không, có dụng ngữ không, có tham lam không, có sân nộ không, có mê si không. Một trong 10 điều ác này nó đưa con người, linh hồn con người luân hồi mãi mãi, chìm lắng trong 6 đường khó thoát khỏi ra cảnh luân hồi này. Thành ra, Đức Tôn Sư yêu kính của chúng ta, Ngài thương toàn thể đồng đạo và chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh, để rồi đưa chúng sanh trở về cảnh thanh tịnh. Thành ra chúng ta phải nhận định, đời là vô ngã, không có gì là của ta. Xác thân này do tứ đại hợp thành, vật chi mà sanh ra trong cõi trần gian này, theo các công lệ tự nhiên, hễ có sanh ra thì phải có ngày tiêu diệt. Còn cái xác thân của ta, do nơi tứ đại, đất nước, gió lửa hợp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Quý vị thấy, Đức Thầy luận rất hay. Vật chi mà sanh ra trong cõi trần gian này, theo các công lệ tự nhiên, hễ có sanh ra thì phải có ngày tiêu diệt. Đây là nhà Phật người ta nói đây là cái lý sinh diệt quý vị. Vật mà hễ có sanh là có diệt, có hợp là có tan. Lý sinh diệt của nhà Phật người ta đã nói, mà Đức Thầy hôm nay đã nhắc lại toàn thể đồng đạo, để rồi cho biết là ráng bước nhanh vào đường tu, là nhận định đời là vô thường, đời là khổ não, đời là vô ngã, có chi đâu mà bị tà thần cám dỗ quý vị. Có đôi khi toàn thể đồng đạo đang hành đạo, phải nói là đang đi trên bước đường học Phật tu nhân rất tốt. Một ngày nào đó, có anh đó, anh nói ông theo tôi đi, ông theo Phật giáo Hòa Hảo, rồi tôi thấy sao mà tu không có giải thoát khó gì hết trơn á, mà khổ nữa, ông theo tôi đi. Rồi theo người ta lầm đường lạc lối quý vị, người ta dẫn mình đi vào con đường phải nói là phải nói là con đường trong gai. Đức Tôn Sư yêu kính của chúng ta, Ngài đưa ra giáo pháp học Phật tu nhân, Ngài giống như là dọn cho toàn thể đồng đạo chúng sanh một con đường trở về Tây Phương, một con đường láng, một con đường nhựa, một con đường thẳng tắp, một con đường không ai hại chúng ta được. Mà hôm nay nghe lời ai cái bỏ đạo, theo mối đạo nào đó, các thị dục người ta đưa ra tiền bạc nhiều quá, rồi cám dỗ, rồi bỏ đạo, rồi dẫn mình vào con đường rừng rú, hầm hố, biển cả, sông, đưa chúng ta vào con xấu, con tộp, quý vị. Phải nói là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nói đến đây tôi mới nhớ lại mỗi chuyện. Ông Biện Đài được Đức Tôn Sư của chúng ta dẫn đi núi, ở núi Tà Lơn quý vị. Khi đi ngang cái dòng suối, có một cái cây nó ngã xuống. Cái ông Biện Đài, ông đi trên cái cây đó, có mấy cái tay vịn, mấy cái nhánh nhánh á. Đi qua bờ bên kia, Đức Thầy không nói, Đức Thầy cho ông Biện Đài đi. Lúc đó Đức Thầy lội xuống suối, lội ngang xuống suối á. Đi qua bên kia, Đức Thầy mới rầy. Từ đây trở về sau, thầy đi đường nào nha, mày đi đường đó nha. Mày mà đi lãi đó, lãi là lạc đường đó, thì xấu, thì cọp, beo nó ăn, mày ráng chịu nha. Thì ý thức qua mẫu chuyện chúng ta biết,
chúng ta hãy ráng nghe lời Đức Thầy dạy giáo lý học Phật tu nhân, tức là đi vào cái pháp môn là học Phật tu nhân, đó là phần lý thuyết. Còn phần thực hành là mỗi tín đồ nên thực hành là tu nhân để học Phật. Tu nhân là gì? Tu nhân là làm sao tròn bổn phận của con người, đền trả tứ đại trọng ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại, và tránh thập ác hành thập thiện như chúng tôi đã nói mới lại. Và bên cạnh đó, đối nhân xử thế cho nó tốt đẹp, đó là tròn bổn phận tu nhân. Rồi đến bước lên học Phật là phải biết là phước huệ song tu. Tu phước là gì? Vì hôm nay chúng tôi xin nhắc lại về những điều cơ bản trong giáo lý học Phật tu nhân, để rồi quý vị nắm, quý vị vững bước theo lời Đức Tôn Sư chỉ dạy, để rồi khỏi đi lộn xộn nha quý vị. Tu phước là gì? Là tạo tác phước điền. Người học Phật cần đem hết khả năng của mình ra mà giúp đời. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tránh tất cả các việc ác, làm tất cả các việc lành, thường lắng lấy lòng, Phật dạy như thế. Đức Thầy yêu kính của chúng ta dạy hôm nay là cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó, là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Đó là thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Như nói đến đây tôi mới liên tưởng như quý vị Huynh Hải và quý vị trong ban trị sự của chúng ta, phải nói là dân theo lời Đức Thầy dạy, trước là quý vị đang thực hiện hạnh tu phước đó quý vị. Đến đây quý vị xây dựng cơ sở cho đoàn của chúng ta đi tham quan, để rồi bớt đi những phiền não, và trở về đây quý vị còn được dùng cơm do ban trị sự đãi, và có cái nơi niệm Phật không bị nắng bị mưa đó, rồi quý vị có một cái chỗ nghỉ an bình hạnh phúc, và quý vị khỏi tốn tiền. Đó là cái công mà của ban trị sự quý vị đó. Thành ra chúng ta phải tinh tấn, nhưng mà chúng ta đừng bị mê tín. Chúng ta phải có chánh tín, dù các thị dục có lớn lao thế mấy, dù có sức lực gì cám dỗ. Nên như chúng tôi đã nói, họ dùng tiền, họ dùng cái gì đó, sắc, dùng tiền, dùng sắc, rồi dùng cái vật chất để cám dỗ. Dù các thị dục có lớn lao thế mấy, dù có sức lực gì cám dỗ, hay bức bách. Bức bách tức là họ dùng cái sức lực để tấn công chúng ta, bắt buộc chúng ta phải theo tôn giáo của họ đó, là theo cái chủ thuyết của họ. Chủ thuyết đó là cái chủ thuyết phải nói là không đúng theo cái tinh thần Phật đạo đã để lại. Thành ra làm cho chúng ta luân hồi. Dù các thị dục có lớn lao thế mấy, dù cho có sức lực gì bức bách, hay bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời, bức bách là tấn công chúng ta đó, đặng theo việc khác, các sự ấy cũng thể chẳng thể lôi kéo ta được. Thí dụ như chúng ta yếu quá, thì họ nói gì họ nói, đừng có trả lời lại với họ. Rồi việc họ làm, việc của mình làm. Mình hiểu ra lời Thầy dạy là mình phải bám sát theo giáo lý học Phật tu nhân, chứ đừng có nghe lời người ta dẫn đi đường này đường nọ là đi vào con đường mê tín nha quý vị. Thì vấn đề mê tín này thì trong cái mẫu chuyện cổ Phật giáo có một cái mẫu chuyện để ý thức toàn thể đồng đạo của chúng ta. Thì một hôm có chàng vô não. Thì vô não đó, lần đầu tiên cũng đi theo cái hệ phái, đi theo cái dòng thiền của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà bị những tà sư ngoại đạo lôi cuốn quý vị. Lôi cuốn cái nói thôi bây giờ ông về, ông hãy chặt 100 người, lấy 100 đốt tay, đeo vào sâu chuỗi trước ngực. Đến đó ông sẽ đắc đạo, thậm chí thích đắc đạo quá à. Rồi quý vị, tôi xin chia sẻ cái ý này, đắc đạo hay không đắc đạo do tâm của chúng ta thôi. Không còn phiền não, không còn buồn, không còn giận, trở về cái trạng thái thanh tịnh, đó là niết bàn quý vị, chứ không phải đắc đạo ở đâu. Mình phải nhận định là khi diệt được phiền não đó là chúng ta đạt đến một cái trạng thái là giải thoát rồi quý vị. Đó là cái, chứ đừng mong đắc đạo có hình tướng bay được, hay là thấy rồng bay phụng múa gì đó mới đắc đạo, không phải như vậy. Chúng ta hãy trở về cái trạng thái niệm Phật thanh tịnh, vắng lặng, không còn phiền não nữa. Đó là cái trạng thái của người giải thoát nha quý vị. Thì ổng nhận định sai lầm, ổng cứ tưởng đâu đắc đạo là phải nói bay lên không trung gì đó, ổng biến thành biến mây biến lửa, quá vùa quá phép gì đó. Ổng tin theo lời tà sư ngoại đạo, ổng gì ổng làm, ổng chặt
99 người quý vị. Còn một người nữa không thể chặt được, nhìn tới nhìn lui nhìn trước nhìn sau, còn có mẹ mình à. Thôi bây giờ chặt bà già này luôn đi đặng mình đắc đạo. Lúc đó bỗng nhiên Đức Phật hiện ra thành một ông già đứng trước mặt để cho ông chặt. Ông chặt dự định thôi bỏ mẹ mình qua bên đi, chặt ông già này đi. Thì kêu ông già đứng lại. Một ông già đi rất bình thản mà ông vô não ông chạy theo lúc sức. Nói ông già ông đứng lại đi cho tôi chặt để mà tôi hoàn thành cái công trình đắc đạo của tôi. Vậy theo lời Phạm Chí, theo lời của ông thầy đó ông nói. Thì ông già đó mới hóa hiện ra là Đức Phật. Đức Phật mới nói ta đã dừng lại từ lâu rồi. Ông hãy dừng lại đi. Ông hãy dừng lại đi. Ông đừng có đi theo cái con đường lối mà tà sư ngoại đạo ảnh hưởng đến cái lực nhân quả. Biết chừng nào ông trả được 99 kiếp này. Và bên cạnh đó ông hãy dừng lại là vừa lắm rồi. Phải nói cái câu nói của Đức Phật đó, ý thức ông là ông lầm đường lạc lối lắm. Thành ra lúc đó Phạm Chí mới trở lại con đường tu hành, mới giác ngộ quý vị. Đó là cái duyên mà ông vô não này đã có nhiều đời nhiều kiếp cho nên Đức Phật mới quá hiện độ. Chứ thật ra nếu không có duyên thì Đức Phật không thể nào độ được quý vị. Thành ra đi chúng ta đi đi núi đây cũng là cái duyên nha quý vị, hay lắm. Nhưng mà tùy theo sức, ai đủ sức thì đi, không đủ sức thì thôi. Cái duyên đó quý vị đã gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hôm nay quý vị tìm về với đạo, tìm về với Phật Pháp, tìm về với giáo lý mà học Phật tu nhân. Đức Thầy đã nhắc nhở đây là cái chánh pháp Đức Phật Thích Ca đã để lại trên 2600 năm nay. Nó thành ra quý vị cũng có cái duyên lắm. Tôi ngưỡng mong là sau cái chuyến đi này thì quý vị trở về nhà ráng bám sát theo lời Đức Thầy dạy, chánh tinh tấn, để rồi chúng tôi tiếp tục theo bài dưới đây. Dù cho có sức lực gì cám dỗ hay bức bách, bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thể lôi kéo ta được. Tức là phải đức tin mạnh mẽ lướt tới, không cho ai mà có cái nhận định chánh kiến, nhận định đúng sai chánh tà phải, có lý có lẽ, có phù hợp và có ích lợi cho toàn thể chúng sanh. Đây là giáo pháp Phật Phật tu nhân. Đó. Các thị dục có lớn lao thế mấy, dù có sức lực gì cám dỗ hay bức bách, bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thể lôi kéo ta lược. Và ta luôn luôn nhớ đến công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hải của Đức Thế Tôn. Phải nói là mình nhớ đến đây mình phải gơi lợi quý vị. Quý vị đã biết mình vàng thái tử mà. Thái tử mà muốn cái gì không được. Phú hữu tứ hải. Phải nói là 1000 cung hầu mỹ nữ mà Ngài đã dẹp bỏ. Vợ đẹp như hoa thuốc hoa cười Ngài bỏ. Con Ngài cũng để lại. Để rồi Ngài trước khi Ngài tầm ra mối đạo, cứu vớt toàn thể chúng sanh thoát đi cảnh biển khổ luân hồi này. Sau khi Ngài đã dạo 4 cửa thành, thấy cảnh sinh già bệnh chết, thế nào Ngài cũng chết. Thành ra Ngài mới xin với vua cha đi tu. Sau 5 năm tầm đạo quý vị, cái trình độ của Đức Phật, của Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải nói cái trình độ thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự, mà trình độ của Ngài đi đến cái chánh quả còn phải công trình là 11 năm. Chứ đâu phải cái chuyện mà dễ quý vị. Thành ra chúng ta ráng tu đi, từng nào tới đâu chắc chắn rồi thầy độ chúng ta, chứ không phải nói là nó dễ đâu. Cái trình độ của Thái tử Sĩ Đạt Ta như thế mà 11 năm, 5 năm tầm đạo, 6 năm ngồi khổ hạnh bên cội Bồ Đề. Lúc đó Đức Phật mới trở về con đường trung đạo, mới uống một ngụm sữa của người trăng cù, cho nên Ngài có sức khỏe. Ngài trở lại thiền định, và 49 ngày đêm Ngài thiền định, Ngài dẹp phá ma dương ở ngoài quấy rối, và ma 13 con ma ở trong lòng là mừng vui buồn giận ưa ghét muốn thất tình lục dục. Ngài dẹp xong Ngài đắc đạo. Ngài đắc đạo rồi thì Ngài dự định là Ngài nhập Niết Bàn. Vì Ngài nói cái giáo pháp của Ngài đem ra chúng sanh chắc khó nhận được. Phải nói nó cao thâm, nó huyền diệu. Thì lúc bây giờ chư thiên ở giữa lừng trời tán thán rải qua tán thán, kêu rồi Đức Phật Thích Ca nên ở lại cõi ta bà để cứu vớt chúng sanh. Vì chúng sanh trong biển hồng trần này ngụp lặn, khó thoát ra cảnh chết này được. Lúc bây giờ Đức Phật mới đi đến một cái ao sen. Ngài nhìn
một cái ao sen ngài tưởng tượng ra là ba loại chúng sanh. Loại sen thứ nhất là vượt lên mặt nước, đó là thiện trí thức. Nói sơ qua thì những vị đó đã hiểu đạo rồi, rất ít. Loại sen thứ hai đà đà dưới mặt nước là toàn thể chúng sanh của chúng ta cùng tôi đây. Phải nói là còn đà đà dưới mặt nước. Loại sen thứ ba là loại còn ở dưới gốc sen, là tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối, nghiệp phước mỏng nghiệp dày, cho nên còn ở rất sâu. Lúc bây giờ Đức Phật mới quyết định ở lại dạy chúng sanh bằng ba phương pháp là Đại Thừa, Tiểu Thừa và Trung Thừa, công cuộc cứu vớt quần sanh suốt 49 năm trường. Ngài đi từ đô thị đến thôn quê, từ hải đảo đến đồng bằng, từ miền xuôi đến miền ngược, từ quan quyền cho đến nơi mà phải nói là cùi hủi khổ sở người gánh phẫn, ngài điều độ hết quý vị. Đức Phật điều độ hết. Nói tới đâu phải nói nghe xúc động, phải nói là cái lời của Đức Phật phải nói là bình đẳng, ai cũng bình đẳng, ai cũng độ quý vị, không bỏ ai hết. Cho nên là cái công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hải của Đức Thế Tôn, phải nói là cái công cuộc ngài 49 năm ngài không nghỉ quý vị. Suốt 49 năm là ngài chỉ nghỉ khoảng 1-2 tháng rồi ngài viên tịch là được 80 tuổi. Đó, phải nói cái công trình của ngài như vậy đó quý vị. Rồi đến các vị tổ tổ tương truyền, rồi cũng thế. Vì chúng sanh mà các ngài phải nói là quên ăn, không ngủ để lo dạy dỗ chúng sanh. Rồi đến Đức Phật Thầy yêu kính của chúng ta, một mặt kêu là tín đồ nên là mở mang bờ cõi, mở mang ruộng đất để làm tự sống, không còn mà hưởng cái gì của ai, để rồi khỏi mang cái quả. Và bên cạnh đó lo tu hiền niệm Phật. Rồi bị cái chính quyền bắt, rồi giam, rồi thử thách đủ thứ. Phải nói cũng vì chúng sanh mà Đức Phật Thầy yêu kính ngài đã bị vào tù ra khám quá gì. Rồi đến Đức Thầy yêu kính của chúng ta, trong một khoảng thời gian lịch sử đã để lại là đất nước bị nhiễu nhương, phải nói là chiến tranh dịch bệnh, ngài cũng thế. Thân ta dù dường thể như lương, cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu. Hay hoặc là trong một dịp ngài ở Bạc Liêu, khi ghé qua đồn điền của ông Trung Bá Khánh, ngài có để lại hai câu đối, nói lên cái tinh thần phải nói là trọng pháp, tầm quan trọng của chánh pháp rất quan trọng, cho dù khổ sở cỡ nào ngài cũng vẫn vượt qua quý vị. Đó là hai câu đối như sau: đạo pháp khai thông khổ hải, trùng trùng tâm bất khiếp. Tức là cái đạo pháp khai thông cho dù gặp hoàn cảnh khổ hải khó khăn chừng nào, tâm không sợ. Cho dù những cái bên ngoài là dịch bệnh, thiên tai, hay hoặc là những cái khó khăn về mặt là nhà chính quyền lúc đó, là tâm ngài không bao giờ sợ quý vị. Tâm bất khiếp là ngài không sợ. Trần duyên bế tắc, liên đài điệp điệp đạo vô cùng. Thì trần duyên bế tắc, nếu mà ai mà thực hiện được cái câu này thì nó phù hợp với cái đức từ bi hỷ xả của nhà Phật đó. Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, chẳng lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn vướng víu chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng bia liếng ái. Tức là cái câu trên ngài nói về cái hoàn cảnh khổ sở khó khăn bị các mặt nó tấn công, nhưng mà ngài vẫn phổ truyền chánh pháp làm cho pháp luân này được thường chuyển. Câu dưới là ngài dạy toàn thể chúng sanh là nên trần duyên bế tắc, đừng có gieo 12 nhân duyên ở thế gian nữa, để rồi không còn mang cái quả. Không còn mang quả thì chúng ta sẽ thông dong, không còn ở tù nữa nha quý vị. Đó, chúng ta nghe lời thầy dạy rất hay nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hay lắm, lời thầy dạy hay lắm quý vị ơi. Thì trở lại vấn đề, tức là nhớ đến công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hải của Đức Thế Tôn, phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần. Phải nói là một cái người cha mà thấy con nó khổ, đứa nào mà khổ, đứa nào mà trong gia đình sanh 10 đứa con, có một cái đứa nó mang tật nguyền, phải nói thương tập trung cha mẹ thương ngay cái đứa đó đó. Phải nói mơi mốt cha chết rồi, mẹ chết rồi, thằng 6, con 8,
thằng Tư phải ở lại bảo bọc thằng Úc. Phải nói là cha mẹ mà thương con như thế, cho nên Đức Phật và Đức Thầy thương còn chúng sanh còn hơn là cha mẹ nữa quý vị. Lo dạy dỗ chúng sanh đó. Phải nhớ rằng sinh linh đang chìm đắm trong biển hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cai nghiệt. Thì chữ ta ở đây là chỉ cho Ngài, chỉ cho Phật. Nhưng mà cái nghĩa rộng của chữ ta đó thì có thể là toàn thể đồng đạo của chúng ta, làm mọi việc để ích lợi cho toàn thể chúng sanh, từ vật chất lẫn tinh thần. Như vật chất thì gặp người lâm nạn mà đua chen giúp giùm. Thí dụ như mình giúp đỡ cho mọi người về vật chất, về tinh thần phải tìm cách là khuyên lơn ngăn cản, đừng cho họ vướng vào cái nghiệp quả, đừng cho họ sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu vọng ngữ, đừng cho họ tham sân si, để rồi giúp đỡ mọi người, giúp đỡ được dịp gì giúp. Thì trở lại vấn đề là sinh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cai nghiệt. Như quý vị mà đọc sấm giảng, một người đi ngang qua, người ta nghe được cái tiếng của Đức Thầy dạy thì rất hay, người ta, quý vị cũng có phước nữa quý vị. Phải nói đọc sấm giảng, thỉnh thoảng đi làm giường cũng đọc, đi nấu cơm cũng đọc, rồi đi làm công việc gì cũng đọc sấm giảng và niệm Phật, hay lắm nha quý vị. Đây là những cái phong tục tập quán vào cái thời kỳ Đức Thầy ra đời giải đạo. Thì năm 1939 cho đến năm 1970, phải nói đồng đạo thế hệ trước là cô bác ông bà của chúng ta, phải nói tu hành tinh tấn lắm quý vị. Tu hành tinh tấn lắm. Quý vị đó, tôi thường nghe nói là đi chèo ghe, đi đến đổi mà gặp hoàn cảnh khó khăn đó, đi ra giữa sông á, bắt sấm giảng nghe quý vị, để rồi trở về cảnh thanh tịnh. Thành ra chúng ta phải gán nghe lời Thầy dạy, thực hiện theo lời Đức Thầy dạy là chánh tinh tấn, dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Thì trở lại vấn đề, đó là sinh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cái nghiệt. Người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều tà dại, thì khuyên họ mong rằng đời có gì đâu là buồn thôi. Chồng mày nó đi đâu nó đi, ít bữa ở đây rồi nó cũng về, còn nó không về thôi đi, sống tự nhiên, kể như là duyên đã hợp, hết duyên thì tan, thôi đừng có buồn rầu nữa, đừng có phải nói là phiền não nữa, để rồi mày còn lo cho hai đứa con của mày nữa. Khuyên mọi người phải nói giờ dùng lời cam ngôn mỹ từ, lời đạo đức khuyên dạy chỉ bảo, nó là chia sẻ những cái lời đạo đức với toàn thể mọi người. Muốn thế trước hết phải tìm phương tự giác, là chúng ta đang hành đạo nha quý vị, tìm phương hướng để trở về con đường giải thoát nha. Cái phương hướng đó là tôi muốn nói trở lại là học Phật tu nhân. Muốn có một cái nền tảng vững chắc để trở về cảnh tiên cõi Phật thì con người phải làm tròn bổn phận đạo làm người. Đạo làm người tròn thì Phật tiên gần lắm. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu thì tiên đạo diễn hỷ. Đó. Muốn tu đạo tiên đạo Phật trước tu đạo làm người không xong thì đạo tiên đạo Phật còn xa lắm vậy. Lời Đức Thầy nói đi nói lại nhắc nhở toàn thể đồng đạo của chúng ta. Muốn thế trước hết hãy tìm phương tự giác, nhắm cảnh Niết Bàn tấn tế. Niết Bàn không phải đâu xa, về cái cõi vô vi giải thoát là không phải có hình tượng. Quý vị đừng có nghĩ là Niết Bàn là cái nơi đó mình đến được bằng cái thân xác, không phải. Niết Bàn là cái chỗ tịch tịnh, là thanh tịnh đó, cái trạng thái vắng lặng trong tâm tưởng của chúng ta. Đức Phật Thầy Tây An có dạy là chỗ thanh tịnh nè, lọc lừa thì đặng nước trong, ma Phật trong lòng nào phải tìm đâu. Thì có đôi khi lòng của mình hơi ma, nó hơi nó nghĩ chuyện này chuyện nọ, đó là nghĩ ác, nghĩ thiện là Phật đó quý vị. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thành ra tâm của chúng ta thanh tịnh vắng lặng, đó là Niết Bàn quý vị.
Đức Thầy nói, Đức Thầy giải luôn trong 20 câu, Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh, tức là không còn vướng bận chuyện thế gian nữa, thanh tịnh vắng lặng. Như quý vị đang ở trên núi này, mà quý vị bỏ đi những cái phiền não, bỏ đi những cái gì người ta hơn mình, người ta chửi mình, người ta sỉ nhục mình, người ta giật nợ mình đó, hay hoặc là người ta lấn ganh mình, người ta giật cái này giật cái nọ của mình, người ta đi với chồng mình hay hoặc con của mình, vợ của mình, ô mày đi đâu đó, mày đi đi rồi mày cũng chết, rồi tao cũng chết. Quý vị bỏ ra những cái phiền não đó nghe quý vị, đừng có phiền não. Phải thanh tịnh vắng lặng hành đạo, đó là chúng ta là nhắm cảnh Niết Bàn tấn tới, quyết chí tu hành, quyết chí là không có còn mà ở lại nơi đây lẩn quẩn như cái con cá lặn hụp biển hồng trần này nữa. Quyết chí tu hành, quyết là quyết tâm, chí hướng, tu là sửa, hành là hành đạo. Quyết chí tu hành, đắc thành đạo quả. Đến giai đoạn đó rồi, đắc thành đạo quả rồi, thì giống như lời Đức Thầy đã chỉ dạy, nếu ai giữ đặng trọn lành, trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, đặng học đạo hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, thì đến cái giai đoạn trạng thái là quý vị trở về thanh tịnh rồi. Giống như một cái phao, chúng ta đã nắm được cái phao là giáo lý, chúng ta lội qua bờ giác rồi, chúng ta luyện cái phao trở lại cho người khác nắm nữa, để người khác lội qua bờ giác nữa. Đó là quyết chí tu hành, đắc thành đạo quả, hầu dắt diều bá tánh thập phương, xa miền tục lụy. Người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều phiền não rồi, thành ra chúng ta khi mà trở về nhận được cái giáo lý học Phật tu nhân, đi đến cái chỗ thanh tịnh vắng lặng rồi, thì khuyên mọi người nên trở về tu hành đi, đừng có phiền não nữa, đừng có giận hờn nữa, phải trở về thanh tịnh vắng lặng để trở về hòa nhập với cõi thanh tịnh đó quý vị. Với cõi thanh tịnh là tâm chúng ta bình tĩnh thì Phật ở nơi đó chứ không có đâu xa quý vị. Phật ở nơi đó chứ không có đâu xa. Một câu của nhà văn người ta nghiên cứu đạo Phật, người ta viết như vậy nè: khi mà các phiền não đã diệt hết, các điều ác đã diệt hết, lúc bấy giờ các điều thiện đã hiện lên, thì Niết Bàn cũng theo đó mà đến chứ không có ở đâu xa nha quý vị. Thành ra chúng ta rất hay nghe lời Thầy dạy đó, nhắm cảnh Niết Bàn tấn tới, quyết chí tu hành, đắc thành đạo quả, hầu dắt diều bá tánh thập phương, xa miền tục lụy. Người bỏ hết các sự rầu đuồng, các điều phiền lụy, rồi dẹp lục căn lục trần. Tại sao Đức Thầy nhắc lại lục căn lục trần? Lục căn là gì quý vị? Lục căn là mắt nè, tai là lỗ tai nè, mũi là cái mũi ngửi mùi thơm nè, mắt tai mũi, lưỡi là cái miệng biết ăn ngon nè, rồi thân là chúng ta biết tiếp xúc, và ý là chúng ta xúc pháp đó. Thành ra lục căn nó nhiễm với lục trần là gì? Là sắc nè, mắt thì ưa xem sắc đẹp, tai thì ưa nghe tiếng hay, mũi thì ưa ngửi hương thơm, lưỡi thì ưa đồ ngon béo, thân thì ưa sự sung sướng, ý thì ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế để bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Phải nói Đức Thầy nói đến đây mình giật mình. Thành ra phải kiềm chế thằng lục căn này, đừng cho nó tạo nghiệp, dẹp thằng lục căn quan bên, lục trần thôi đừng có nhiễm nữa, để rồi nghiệp không còn thì chúng ta thanh tịnh giải thoát ngay tại thế gian luôn. Đó, giải thoát thôi, còn vấn đề đắc đạo thì tôi chưa không dám nói, tôi không dám bàn. Tức là mình không còn bị nó thôi. Thí dụ như là nó kêu, cái sắc nó kêu mình: anh à, anh về quê, anh làm sao đó có 5 triệu lên đây đi, rồi anh em mình đi chơi du lịch. Rồi cái người biết đạo người ta dẹp nó quan bên, ta không có nghe lời mày. Nghe lời mày là tạo nghiệp, nghe lời mày là luân hồi, nghe lời mày là khổ, nghe lời mày là tù tội. Đó là dẹp lục căn đó quý vị, là giải thoát được một phần đó rồi đó. Thì từ cái chỗ đó chúng ta mới nhận định tiến dài thêm nữa, là không có bị nó lôi kéo nữa là giải thoát rồi, chứ không phải giải thoát ở đâu xa. Đó là như thế. Dẹp lục căn lục trần, ráng làm và ráng làm cho tinh thần được thêm sáng suốt. Thì tinh thần của mình phải nói là tu là thay đổi tư tưởng thôi chứ không gì hết trơn. Vậy thì Đức Thầy đã nói là sự đầu tiên của người hành đạo, cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào tư tưởng ôn hòa đạo đức.
thì quý vị đã biết các vị Phật, các vị Tổ và Đức Thầy yêu kính của chúng ta, Ngài cũng đã hành đạo, Ngài đã đắc đạo từ vô lý kiếp rồi. Ngài, cái phương pháp hành đạo của Ngài đã kinh nghiệm có, Ngài dạy chúng ta hãy ráng reo lời Ngài dạy chứ đừng có nghe lời ai. Nó thành ra là chúng ta phải ráng nghe lời của Ngài dạy thì phải dẹp lục căn lục trần đó, rồi làm cho tinh thần được thêm sáng suốt, là thay đổi nguồn tư tưởng, thay đổi nguồn tư tưởng thôi chứ không có gì chứ. Tu là sửa tư tưởng thôi, nói thì nó khó nhưng mà đó là cái nguồn tư tưởng thôi. Tư tưởng là tư duy đó quý vị, tư tưởng là tư duy đó. Tư duy nghĩ về chuyện thế gian thì bị luân hồi, còn nghĩ về cái chỗ thanh tịnh vắng lặng đó là giải thoát. Vốn dĩ tâm ý của chúng sanh, tâm của chúng sanh là tâm Phật, ai cũng có tánh Phật, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà bị lục căn và lục trần nó nhiễm rồi thì làm cho con người phải nói là nó ô nhiễm, giống như một cái lu nước mà nó bị những cái cặn cáo, hay hoặc là nói cách khác giống như cái mặt biển nó bị cái danh cái lợi cái tình quỷ sáu ngọn gió nó thổi, làm cho mặt biển nó gợn sóng lên. Một khi mà gió không còn thổi nữa thì mặt biển nó sẽ yên lặng thanh tịnh trở về cái trạng thái Phật tánh của nó. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ giải thoát đó quý vị. Dẹp lục căn lục trần và ráng làm cho tinh thần được thêm sáng suốt, rồi rèn luyện các đức tánh. Rèn luyện là chúng ta phải tu, phải luyện ngàn các đức tánh cho được thiện mỹ. Đức tánh là đức tánh của Phật đó quý vị. Đức Thầy nói và Đức Thầy đưa chúng ta vào cái chỗ Phật tánh mà chúng ta mới giật mình trở lại. Rèn luyện các đức tánh cho được thiện mỹ. Thiện mỹ là tốt đẹp đó quý vị. Người ta hay nói là toàn thiện toàn mỹ. Như Đức Thầy đã nói là nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng đó, cũng là toàn thiện toàn mỹ. Nếu trọn lành, nếu trọn lành là không phạm vào 10 điều ác là trọn lành. Còn trọn sáng là được một cái chánh kiến là trọn sáng. Đó là trọn lành trọn sáng. Đó là yên tịnh. Rèn luyện các đức tánh cho được thiện mỹ. Yên tịnh. Yên tịnh như mặt nước hồ, đừng có bị động. Ở đây ngồi niệm Phật đi, đừng có trở về nghĩ cái chuyện gì ở thế gian. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Nó còn chuyện của cải gia tài, mình nghĩ mình đã chết đi, mình nghĩ mình như vậy đi, rồi ai làm gì đó cứ làm. Thì một ngày đó trời đó trở về quê thì trách nhiệm của mình, nếu đủ duyên trở về gia đình đó thì trách nhiệm của mình tiếp tục nữa, làm tròn bổn phận con người. Còn hết duyên thì thôi, chúng ta đã rứt ra đi. Nó rèn luyện các đức tánh cho được thiện mỹ yên tịnh. Đó, yên tịnh là vắng lặng nha quý vị. Hỷ lạc là vui, hỷ lạc là vui. Hỷ lạc nghiêm trang, người tu phải có cái nghiêm ở trong quý vị, tức là không có nói chơi quá. Chúng tôi chia sẻ cái ý này quý vị, như toàn thể đồng đạo cũng một số người ngồi lại cái hơi nói chơi, cái hơi nói ông này ông kia, bà này bà nọ, mà đa số là nghe cái chuyện thế gian cái hỏi cái gì ạ, ông đó ở đâu ạ, bà đó ở đâu ạ. Thành ra chúng ta phải là nghiêm trang, đừng có suy nghĩ chuyện thế gian nữa, thôi bỏ nó qua bên, ai cái nghiệp ai nấy mang, tội ai nấy chịu, phước ai nấy hưởng. Đó, phải nghiêm trang, bớt nói chơi một chút, đừng có nói giỡn. Rèn luyện các đức tánh cho được thiện mỹ, yên tịnh, hỷ lạc, nghiêm trang, quyết rắn công phu. Công phu là gì quý vị? Là quý vị đã đi núi, quý vị cúng lại, quý vị niệm Phật. Đó là quý vị công phu, quý vị đang ăn chay, làm lành, đó, hành thiện. Đó là quý vị đang công phu đó quý vị. Quyết rắn công phu, một lòng bước tới Niết Bàn. Một lòng mình là đi trở về đó thôi, không còn luân hồi sinh tử nữa. Một lòng bước tới Niết Bàn là cái chỗ thanh tịnh vắng lặng đó, đặng có tế độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi quả báo. Thì đó là những cái ý tôi xin chia sẻ với toàn thể chư quý vị qua phần phương pháp hành là chánh tinh tấn, để mà chúng ta vượt đi cái cảnh luân hồi sinh tử này. Kính thưa toàn thể chư quý vị, đây là phần giải thích xong đến phần chứng minh. Thì quý vị đã biết trong đạo Phật có một cái vị Phú Lâu Na quý vị. Phú Lâu Na phải nói là một vị này tinh tấn, phải nói dũng mãnh. Ngài phải nói là hy sinh cho đạo Pháp. Một hôm Ngài xin với Đức Phật qua xứ Chabarara để mà thuyết pháp ở nơi đó. Thì Đức Phật bảo là dân ở xứ đó nó hung lắm, con qua đó rồi, nếu nó không nghe lời con
mà nó còn chửi con nữa, con nghĩ thế nào? Thì ngài Phú Lâu Na trả lời, nếu nó không nghe lời con, nó chửi con, thì con nghĩ nó còn là người tốt, nó chưa nỡ đánh con. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, nếu con nó đánh con nghĩ ra sao? Rồi ngài Phú Lâu Na mới trả lời, nếu nó đánh con nghĩ nó là người tốt, nó chưa nỡ giết con. Rồi Đức Phật hỏi luôn, nếu nó giết con nghĩ như thế nào? Nó giết con, ngài Phú Lâu Na trả lời, nếu nó giết con nghĩ nó là người tốt, nó sẽ quá kiếp cho con. Vậy sớm muộn gì con sẽ trở về cho tứ đại, trả lại cho tứ đại đất nước gió lửa. Phải nói là cái tinh tấn để hy sinh cho đạo Pháp, phổ truyền đạo Pháp. Và cái tinh tấn nữa là qua cái mẫu chuyện anh cài ruộng quý vị. Kể mẫu chuyện này để chia sẻ với quý vị nha. Phải tinh tấn tu hành nha, đừng có gì cái vật chất mà luân hồi. Một anh cài ruộng này có nhân duyên gặp Phật 99 kiếp rồi. Nhưng mà cái kiếp thứ cuối cùng thì Đức Phật muốn quá độ, vì cái duyên ở ông ta với Đức Phật quá lớn. Cho nên Đức Phật muốn quá độ ông ta, thì ông ta cứ chiều tối rồi còn cài đất và đi chạy tìm đất. Thì Đức Phật mới nói là ông hãy nghỉ đi cho nó trở về tu hành thanh tịnh. Thì ông nói thôi con gán làm chừng nào con được 100 công con mới nghỉ. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ tôi cho ông cái phép. Ông khỏi làm, ông cũng có ruộng nữa. Dắt giờ là gần 6 giờ rồi, ông chạy chừng nào mà mặt trời lặn, khoảng 10 phút nữa mặt trời lặn đó, thì đất nơi đầu ông chạy tới đó thì ông nghĩ là đất của ông nha. Dạ được. Ông chạy một hơi ông chích queo luôn quý vị. Ông chạy một hơi ông chích queo luôn, phải bỏ lại là 100 công ruộng. Phải nói là như thế. Thành ra chúng ta đừng có lơ đễnh trên việc tu hành, đừng có bị vật chất này nó lôi kéo chúng ta để luân hồi mãi mãi. Gặp đạo phải hành đạo, gặp đạo phải hành đạo, để rồi tìm về con đường giải thoát quý vị. Sống cõi ta bà này khổ lắm quý vị ơi. Người thì nghiệp này, người thì nghiệp nọ. Đó, vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh đắc quả vị nên mới đầu thai làm con người ở thế gian. Như cái phần đầu của 12 nhân duyên Đức Thầy đã cho biết, nhân duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh, tức là không có sáng đó. Vô minh là không sáng, che lấp bản ngã là cái tánh thiện của mình đó, là tánh Phật của mình. Vô minh che lấp bản ngã làm cho linh hồn của con người phải tâm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Đây là 12 duyên sanh, nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt. Đó, thì vô minh là sanh hành, tức là hành động, hành động mới sanh thức, thức là biết. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc mới sanh lục nhập mới sanh xúc động mới sanh thọ cảm mới sanh ái, ái sanh bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Thì nó lòng vòng do thằng vô minh mà ra tất cả. Thì hôm nay chúng ta phải diệt vô minh là bước về con đường bát chánh đạo, mà đặc biệt nhất là cái phần chánh tinh tấn này để hành đạo, dẹp ba cái danh, cái lợi, cái tình qua một bên để đừng lôi kéo chúng ta vào đường luân hồi sinh tử nữa. Hành đạo thì chúng ta phải hành đạo như thế nào? Là chúng tôi xin chia sẻ quý vị phương pháp bây giờ nó rất nhanh và hành đạo rất phù hợp với chúng sanh trong đời này bằng phương pháp tịnh độ. Đó là lòng thương chúng mới thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật để cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ dứt tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ mới dứt cuộc luân hồi nha quý vị. Thì chúng tôi xin chia sẻ, bây giờ quý vị đi núi niệm Phật. Niệm Phật thì quý vị có niệm Phật rồi đó. Nhưng mà quý vị phải biết, niệm Phật có kết quả thì phải làm lành mới có kết quả, là không tạo nghiệp nữa nha. Thí dụ như tôi nói chuyện này dễ hiểu. Như chúng ta muốn là một người giàu, thật sự là người giàu, thì chúng ta không thiếu nợ đó là người giàu. Còn thiếu nợ là nợ nó lợi nó đòi, tức là tạo nghiệp đó. Tạo nghiệp là nợ nó lợi nó đòi. Cái nghiệp này nó vô hình lắm. Tự nhiên mình đem cái đầu của mình lại cho nó trả nợ cho nó. Cái nghiệp nó hút cái gì đó quý vị. Thành ra chúng ta phải đừng tạo nghiệp, làm lành mới niệm Phật có hiệu quả. Và bên cạnh đó, muốn niệm Phật có hiệu quả thì quý vị nên nhớ ba món tư lương là đức tin, là tin dũng mãnh vào con đường giải thoát của mình, tin dũng mãnh vào lời Đức Phật dạy, tin dũng mãnh vào cái cõi vô hình, cái cõi vô vi, cái cõi trở về đó bằng thần thức, không phải bằng hình hài.
hình hài trả lại cho đất nước vô lửa. Chúng ta trở về bằng thần thức nhập vào hoa sen để ở và sống vào trong cái cảnh thế giới tịnh độ của Đức Thầy đã mô tả là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bắt đắc, cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đáng đo, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Thì cái đó cũng là cái phương pháp niệm Phật. Và cái quý vị hay phương pháp niệm Phật hay quý vị, như gần ở đây tôi có một cái bác bà con quý vị, bà bác này năm nay 85 tuổi thì bị tai biến, mà phải nói là một năm nay rồi mà nằm bất động, chỉ có hơi thở không à, không biết bây giờ kêu cũng không biết, rồi ghéo cũng không biết, ai đút thì ăn, phải nói là giống sống như thực vật. Chúng ta phải hành đạo, phải niệm Phật để trở về có một cái tập quán nghiệp. Khi mà cái mạch máu nó dở trên đầu rồi, nó hôn mê rồi, thì lúc đó cái vốn của chúng ta sẽ hưởng đó quý vị. Vốn chúng ta sẽ hưởng, thì lúc đó có một cái thần thức nhập vào hoa sen để trở về cõi thanh tịnh. Chứ lúc đó mà đâu có còn kêu niệm Phật, đâu còn tu hành gì nữa quý vị. Phải ráng niệm Phật nghe quý vị. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi, ráng niệm trớ quên, không đợi gì thời khắc. Trong sấm giảng thi văn của Đức Thầy từ đầu đến sau, lúc nào Ngài cũng kêu niệm Phật hên quý vị. Từ quyển 1 đến quyển nhất đến quyển 6, phải nói lúc nào Thầy cũng kêu chúng ta niệm Phật để trở về thanh tịnh vắng lặng. Nếu kiếp này không được thì biết đâu kiếp sau trình độ chúng ta nâng lên nữa gặp được đạo. Và cái lợi ích của chánh tinh tấn là làm cho chúng ta không tin vào tà thần, không tin vào ai. Coi chừng nó lường gạt chúng ta, là chánh tinh tấn là không bị người lường gạt. Và bên cạnh đó, chúng ta một cái tinh tấn rồi không bị luân hồi nữa. Cái điều đặc biệt nữa là có chánh tinh tấn không bị luân hồi nha quý vị, không còn khổ nữa. Đó là chúng tôi muốn chia sẻ những cái ý đến toàn thể cho quý vị. Giờ đây thời gian đã hết, thì trước khi rời khỏi diễn đàn thì chúng tôi mượn cái câu này của Đức Thầy ở trong quyển tư, đó là chánh tinh tấn dầu thành hai bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới nha quý vị, để rồi là giải thoát không còn luân hồi sinh tử nữa. Trước khi rời khỏi diễn đàn, không quên cầu chúc cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo sẽ có sức khỏe phụng sự cho đạo pháp trong những ngày còn lại ở thế gian. Kính chúc quý vị quan khách, quý vị trong đoàn hành hương sẽ có một sức khỏe dồi dào và niệm Phật tinh tấn hành đạo để rồi không còn luân hồi sinh tử nữa, để chúng ta giải thoát theo lời nguyện ước của Đức Tôn Sư chỉ dạy là ước trăm họ nhẹ mình có cánh để đồng bay về cực lạc một đàng. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông giáo lý viên đã cống hiến một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, sau hơn một giờ của buổi thuyết giảng giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ, chúng ta đã được nghe giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương thuyết giảng, giúp cho chúng ta hiểu rõ lời dạy cao siêu và thực tế, mang đến cái phước lợi cho mình, cho nhân loại chúng sanh. Đúng hiến chương và định hướng hoạt động đạo sự của Ban Trị sự Trung ương là vì đạo pháp, vì dân tộc. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay được thành công tốt đẹp. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách và các đặc ban trong ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý và đồng đạo đến dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Chúng tôi xin cầu chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, cầu chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và để tiếp theo chương trình đến phần nghi thức tôn giáo bế mạc, vậy chúng tôi xin kính mời tất cả quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và một phút trang nghiêm
kính lễ Đức Phật. Kính. Thôi, kính lễ Đức Thầy. Kính. Thôi, dạ thưa xong, buổi thuyết giảng đến đây đã viên mãn. Vậy xin kính mời tất cả quý đồng đạo xã y và tự tiện. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô